Đây để gửi gửi bạn bạn Lê Cường. Bạn Lê Cường đặt một đôi chim non bón đặc biệt. Mình giới thiệu với các bác là đây là một đôi. Đây dưới này trong này một con nữa này. Mình có gửi kèm một cái bộ bón xi lanh cho bạn Cường. Thì ở đây thì đôi thì mình cũng ok. Mình cũng mạnh dạn mình lót rơm vào nó rất là ấm. Đấy. Mình đánh dấu hộ bạn Cường là con này là con trống này. Đấy. Đánh dấu đeo chân là con này con trống. Cường yên tâm nhé. Ngoài ra thì mình có gửi kèm cả cái cám và bộ xi lanh. Trước khi đóng vào thì mình để nó hở một chút. Để hở một chút. Mình để một cái nỗ cho nó thở ra. Đúng không ạ? Mặc dù là nó không vì cái gì nhưng mà các bạn nên nhớ là mùa hè thì các bạn nên chủ động để nó sáng một chút. Đấy. Cái này thì bây giờ mình sẽ để cái hướng dẫn nuôi chim cu, có một số những cái lưu ý trong quá trình kỹ thuật. Chậm ra một chút cái lỗ này. Tóm lại là đây là một đôi chim
một chim đua một đôi chim rất là hoàn gửi đầy đủ phiếu. Còn đây là quên mất cái phiếu đây, bạn Lê Cường, bạn 0989061474 Hà Cối, Quảng Ninh. Nick Facebook là Lê Cường, hàng chim non bón đã chuyển khoản. Mình gửi đầy đủ cho một khách hàng như vậy thì rất là tốt, họ sẽ có những cái kinh nghiệm. Còn đây là bạn này nó đi khu công nghiệp Phố Lối A. Như vậy là đi khu công nghiệp Phố Nối này, bạn Lê Cường về Hà Cuối, Quảng Ninh nhỉ. Còn thừa tem để mai gián tiếp. Đó. Đây là cái xi lanh để mình tiêm cho chim này. Đây xi lanh để bón này. Đây là những chú chim bón của mình này. Chim to khỏe. Đây là một đôi về số nhà 35 ngõ 16 Phan Văn Trường, Hà Nội. Đây một đôi về Hà Tĩnh. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin của sáng ngày hôm nay.